Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Kỷ luật đảng viên liên quan tới công ty AIC. Huyện Ân Thi chi trả tiền đền bù thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Đảng Lễ. Sáp nhập trường lớn để nâng cao chất lượng dạy học. Gương thanh niên xung phong nhập ngũ. Huyện Ân Thi xử phạt 42 thanh niên vì hành vi trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng nay. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2023, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại tỉnh Hưng Yên được tăng cường đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung hơn vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm tiêu cực như đầu tư công, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu, đất đai, xây dựng quy hoạch công tác cán bộ. Cấp ủy Ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ cương kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm các nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Đảng. Các con số thống kê cho thấy kết quả đạt được đều cao hơn năm trước và cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra gần 1.300 tổ chức Đảng và gần 3.000 đảng viên, trong đó có 35% cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Với hơn 80 tổ chức Đảng cấp dưới và gần 300 đảng viên, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 15 tổ chức Đảng và 355 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng trên 100 đảng viên. Đáng chú ý, tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số giảm, trong khi tỷ lệ vi phạm các nguyên tắc tổ chức Đảng, pháp luật về quản lý nhà nước tăng lên. Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm tiêu cực, việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, công tác cán bộ và kê khai tài sản thu nhập. Năm 2024 là năm cuối cùng mà chúng ta cần phải tập trung với mật độ, với cường độ, với kiểm tra giám sát là mạnh mẽ. Để phục vụ đến năm 2025 là chúng ta phải bước vào công tác đại hội rồi. Đề nghị là các đồng chí tập trung kiểm tra giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở trong các cái lĩnh vực mà như đã nêu ở trong chỉ thị số 07 và 8 cái lĩnh vực mà đã nêu ở trong cái công văn số 2407. Các chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới đề nghị các đồng chí là gửi về ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có trách nhiệm xem đã đúng trúng định hướng của tỉnh ủy chưa đúng trúng định hướng của tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trả lại địa phương hoàn thiện để thực hiện cho nó đúng. Thì cái này là giám sát ngay cả trong quá trình xây dựng các chương trình kế hoạch và ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nắm tình hình và kịp thời phát hiện quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới, kể cả kiểm tra các cấp để khắc phục tình trạng bao che giấu giếm các khuyết điểm. Nên chúng ta không nên để cho khuyết điểm nhỏ trở thành khuyết điểm lớn, khuyết điểm cá nhân trở thành khuyết điểm tập thể. Thực hiện kiểm tra giám sát theo phương châm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là giám sát phải rộng mở, rồi kiểm tra thì có trọng tâm trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên cá nhân vi phạm tới mức phải xử lý kỷ luật để đảm bảo sự công minh, chính xác, kịp thời và không có ngoại lệ. Chúng ta không theo quan điểm nhẹ trên nặng dưới, rồi chủ động kịp thời kiểm tra, kết luận, xem xét, xử lý đảng viên vi phạm. Ngay cả trong cái quá trình mà các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh hay là trong quá trình kiểm toán, thanh tra. Bởi vì với quan điểm là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu là kiểm tra đảng phải đi trước một bước mà. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính, các tổ chức chính trị xã hội và kể cả với các cơ quan báo chí. Báo chí cũng là nguồn thông tin rất tốt cho chúng ta một cái sự quan tâm, gợi ý
về những cái hành vi vi phạm pháp luật và những đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm. Hội nghị cũng nghe báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ thị số 44, chỉ thị số 07 và chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số, đồng thời quán triệt quy định số 131 của Bộ Chính trị cùng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn là công cụ quan trọng để xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ngay tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 28 diễn ra hôm qua, Ban chấp hành đã xem xét và thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Nguyễn Văn Tám, nguyên Tỉnh ủy viên khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Cụ thể, đảng viên Nguyễn Văn Tám với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng đã thiếu kiểm tra đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để cấp dưới thực hiện sai hoặc quyết định sai, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định quản lý đầu tư, tham mưu không đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, dẫn đến thực hiện dự án mua sắm thiết bị giáo dục bộ màn hình đa chức năng cho các trường phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên năm 2011-2012 để Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư có vi phạm, khuyết điểm. Tuy nhiên, thời hiệu thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Văn Tám đã hết theo quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh không ban hành quyết định kỷ luật đảng viên Nguyễn Văn Tám. Chiều nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của các chủ đầu tư, việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung và các dự án công trình trọng điểm nói riêng đã thu được những kết quả tích cực. Tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp. Nổi bật trong đó là các dự án công trình trọng điểm như đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, khu công nghiệp Yên Mỹ. Đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn, gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng, giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao, Quang Hưng. Trong năm, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư, trong đó có 49 dự án FDI và 15 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu đô la Mỹ và 1.990 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp cũng đang nhanh chóng đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp. Nội dung phiên họp của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong các chương trình thời sự sau. Sáng nay ngày 12 tháng 1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu ngành tư pháp cần thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện có hiệu quả luật hộ tịch, luật căn cước, đặc biệt là các nhiệm vụ theo quyết định số 06 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, cần đáp ứng và yêu cầu cải cách tư pháp, nguyên tắc hành nghề luật sư, công chứng tránh vi phạm pháp luật. Sáng nay tại thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ để thực hiện dự án cụm công nghiệp Đặng Lễ. Dự án cụm công nghiệp Đặng Lễ được quy hoạch trên diện tích đất rộng 75 ha
Trong đó, diện tích đất phải thu hồi của 65 hộ dân tại xã Cẩm Ninh là khoảng 10 ha, kinh phí bồi thường và hỗ trợ là gần 30,4 tỷ đồng, gồm tiền đất, thưởng tiến độ thu hồi đất và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Tất cả được chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai chi trả đền bù cho nhân dân được thực hiện kịp thời, công khai, giúp người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ đền bù của nhà nước, chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Triển khai từ đầu tháng 12 năm 2023, đến nay huyện Phù Cử đã hoàn thành vận chuyển và phun đảo trộn rác đến khu chuẩn bị xây dựng nhà máy rác thải tập trung của huyện để giảm thiểu tình trạng rác quá tải tại nhiều xã, thị trấn. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp cùng hai đơn vị trúng thầu là Công ty Môi trường Huy Anh và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Đức Trí thực hiện việc vận chuyển và xử lý phun đảo trộn rác. Đến nay đã vận chuyển và phun đảo trộn tại 21 bãi rác với khối lượng là khoảng 16.600 tấn, đạt 100% kế hoạch. Một số nơi có khối lượng xử lý rác lớn như thị trấn Trần Cao với 2.500 tấn, xã Đình Cao với trên 2.000 tấn, xã Minh Hoàng với 1.700 tấn. Điểm xử lý phun đảo trộn rác tại xã Đoàn Đào có vị trí nằm xa khu dân cư, ô tô vận chuyển rác có thể ra vào thuận tiện. Đây là cơ sở để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn huyện. Việc vận chuyển đến bãi rác tập trung sẽ giúp giảm thiểu tình trạng quá tải, đốt trộm rác và mùi hôi. Năm học này, thành phố Hưng Yên thực hiện sáp nhập 12 trường tiểu học và trường trung học cơ sở thành 6 trường phổ thông có nhiều cấp học, giảm 6 trường công lập so với năm học trước. Việc làm này giúp tinh gọn bộ máy, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực hiện có, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trước khi thực hiện việc sáp nhập, trường trung học cơ sở Lam Sơn chỉ có 12 lớp, 22 cán bộ giáo viên và hơn 500 học sinh. Quy mô trường lớp nhỏ, diện tích và khuôn viên nhà trường quy hoạch chưa thực sự hợp lý, học sinh chưa có sân chơi, bãi tập thể dục. Còn tình trạng thiếu giáo viên cũng như thiếu một số cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học. Vì vậy, khi sáp nhập với trường tiểu học thành trường tiểu học và trung học cơ sở Lam Sơn sẽ là điều kiện thuận lợi để trường mới kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ, tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của hai nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học. Có một số thuận lợi, thứ nhất là tinh gọn bộ máy quản lý, thứ hai là cái việc sắp xếp rồi bố trí cũng như là tập trung cái nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ngày càng khang trang hơn. Ngay sau khi có quyết định sáp nhập, thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Cường, những ngày qua, giáo viên thể dục khối trung học cơ sở của nhà trường đã được điều động sang huấn luyện cho đội bóng đá khối tiểu học để chuẩn bị cho hội khỏe phù đồng cấp thành phố. Đội em đang tập luyện để chuẩn bị cho giải hội khỏe phù đồng. Sang đây thì em cảm thấy thầy dạy rất vui. Chúng tôi có thể hỗ trợ nhau trong cái công tác chuyên môn. Giáo viên nhạc của khối tiểu học có thể lên trung học cơ sở hỗ trợ thì chúng tôi không cần phải đề nghị giáo viên tăng cường từ các trường khác ở nội thành về nữa. Các thầy cô thì có thể hỗ trợ nhau về công nghệ thông tin, về các đồ dùng học tập. Đến thời điểm này, thành phố Hưng Yên đã ra quyết định thành lập 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cơ sở sáp nhập 12 trường tiểu học. Từ đó, có điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực cả về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Chú trọng công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền vận động để tránh được sự xáo trộn trong tâm lý đội ngũ nhà giáo cũng như với phụ huynh và các em học sinh. Chúng tôi có thêm những đồng nghiệp mới, có thêm niềm vui mới. Tôi nghĩ đây cũng là một động lực giúp chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học này. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ bởi sau sáp nhập, giữa hai trường tiểu học và trung học cơ sở có những nét đặc thù riêng, nhất là công tác chuyên môn và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Các nhà trường còn lúng túng trong cách tính định mức giờ dạy theo quy định cho giáo viên và tính phụ cấp ưu đãi theo cấp học. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng hóa các loại cây trồng, tích cực tìm hiểu và đưa vào sản xuất các giống mới và tiến hành đưa du lịch trải nghiệm vào khâu tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó chính là mô hình nông nghiệp của hộ gia đình anh Trần Bá Cấn ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Đây là một số hình ảnh các đoàn khách tới tham quan trải nghiệm hái dâu tây tại vườn của anh Cấn vào đầu năm 2023. Tất cả đều rất thích thú khi tại Hưng Yên lại có một vườn dâu tây rộng cho quả chín đẹp và ngọt mọng, không kém gì ở các vùng chuyên canh có tiếng khác trong cả nước. Tôi không nghĩ là ở Hưng Yên thì lại có một vườn dâu rất là rộng và đẹp như thế này. Chỉ hay nhìn thấy các cái vườn dâu ở trên TV, trên hình ảnh. Trên thực tế, để có được mô hình trải nghiệm độc đáo này, từ năm 2020, anh Cấn đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu và đưa thành công giống dâu tây về trồng tại Hưng Yên.
Đến năm 2021, anh lại một lần nữa xóa bỏ tư duy tiêu thụ cũ mà thử chuyển sang hướng du lịch trải nghiệm tại vườn. Liên tiếp từ năm 2021, 2022 và 2023, mô hình này đã giúp anh đạt hiệu quả kinh tế cao. Đầu năm 2023 vừa qua, lượng du khách đến với nhà vườn tương đối tốt, mà đến lúc cuối cùng nhà vườn không còn đủ dâu để bán, đấy là cái phấn khởi nhất. Năm nay, để đáp ứng thị hiếu của du khách dịp Tết Nguyên đán, anh Cấn đã mạnh dạn chuyển đổi, chia khu vực vườn rộng 1 hectare của mình ra những khu vực nhỏ với các loại cây và hoa khác nhau. Khách tham quan trải nghiệm sẽ có thu hoạch được khoai tây này, thu hoạch được cà chua này, thu hoạch được dưa chuột, và đặc biệt đó là khách đến vườn là thu hoạch được dâu tây. Và trong đấy có những điểm check-in như là check-in hoa, thì có hoa hướng dương, hoa thực dược, rồi hoa cúc. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều các thanh niên viết đơn xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có một điểm chung là mong muốn trở thành bộ đội Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, được cống hiến sức trẻ cho lực lượng quân đội và được góp sức mình bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Dù đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nằm trong diện được tạm hoãn, nhưng với mong muốn sớm được thực hiện ước mơ từ nhỏ là được khoác lên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam để nối tiếp truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Ngay khi biết thông tin gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chàng thanh niên Nguyễn Trung Hậu sinh năm 2005, thôn An Xá, xã Toàn Thắng đã làm đơn xung phong xin được nhập ngũ đợt này. Và cũng giống như các thanh niên khác trong tỉnh, sau khi khám tuyển, dù nay chưa có lệnh gọi, nhưng biết mình có đủ sức khỏe và điều kiện, nên những ngày này đang chờ đợi được lên đường nhập ngũ. Cháu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và rèn luyện sức khỏe, học hỏi kinh nghiệm sống, hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Còn với chàng sinh viên Nguyễn Hoàng Tùng, sinh năm 2004, thôn Đồng An, là nhân lực hỗ trợ đắc lực trong sản xuất của gia đình. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tạm xa gia đình, tạm xa mái trường thân yêu, Tùng viết đơn xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập và tình nguyện nhập ngũ đợt này với quyết tâm rèn luyện bản thân. Nếu có cơ hội sẽ phục vụ quân đội lâu dài, nếu không, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, rời quân ngũ sẽ tiếp tục phấn đấu học tập. Tùng rất vui khi biết mình có đủ sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ đợt này và càng vui hơn khi nhận được sự ủng hộ động viên của bố mẹ và gia đình. Ngoài giờ đi học về thì cháu cũng giúp đỡ gia đình. Như là cháu đi thì cũng chúng tôi cũng bí, nhưng mà thôi cũng gia đình động viên cháu hơn để làm hoàn thành trách nhiệm của một người công dân. Xong rồi cháu về rồi cháu xong cháu học tiếp, động viên con là bây giờ giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị còn hơn tháng nữa thì lên đường nhập ngũ. Trên đây chỉ là hai trong số hàng trăm thanh niên trong tỉnh viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ đợt này. Họ là những thanh niên tiêu biểu luôn mang trong mình tinh thần cách mạng, truyền thống anh hùng của dân tộc. Thời điểm này, các địa phương đang triển khai thâm nhập tại các gia đình có thanh niên trong danh sách nhập ngũ, với các thanh niên đủ tiêu chuẩn đang háo hức sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 42 thanh niên thuộc 18 xã vì hành vi trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngoài các xã Đặng Lễ, Hồng Quang và thị trấn Ân Thi, 18 xã còn lại đều có thanh niên bị xử phạt. 42 thanh niên này có hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Mức phạt đối với mỗi thanh niên là 11 triệu đồng. Đây được xem là biện pháp mạnh tay cứng rắn của huyện Ân Thi trong công tác tuyển quân nhằm răn đe, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm, tạo sự nghiêm minh, công bằng trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại các địa phương. Thực hiện cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ. Sau 3 tuần triển khai, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra 102 cơ sở, xử phạt 26 trường hợp với số tiền hơn 86 triệu đồng. Các cơ sở đã tiến hành kiểm tra bao gồm các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm thương mại, chợ và các cơ sở quán hát karaoke,
Các nội dung được kiểm tra là hồ sơ về phòng chống cháy nổ, các thiết bị trang bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy, thang thoát hiểm với các nhà cao tầng có kinh doanh dịch vụ hoặc nghỉ trọ. Các cơ sở bị xử phạt với các vi phạm chủ yếu là chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị đã cũ kỹ hư hỏng, không còn đủ điều kiện phòng báo cháy và chưa có cầu thang thoát hiểm. Trong dịp cuối năm, Công an thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra nhắc lại, nhất là những cơ sở bị xử phạt. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.